Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 32, Việt Nam Expo 2023 vừa được khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành công thương, dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, gặp gỡ, trao đổi và mở rộng thị trường. Hội chợ năm nay thu hút hơn 500 doanh nghiệp với 600 gian hàng đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng gần 100 doanh nghiệp và 220 gian hàng so với năm trước. Các nhóm ngành hàng được trưng bày thành khu vực như khu gian hàng thương hiệu quốc gia và xuất khẩu, khu gian hàng quốc tế, điện tử, máy móc thiết bị, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, thương mại điện tử. Tại lễ khai mạc, đại diện Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam Expo là hội chợ được tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 1991, trải qua hơn 30 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, hội chợ đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành công thương, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. Năm nay, Việt Nam Expo tiếp tục tạo được điểm nhấn nổi bật từ các khu vực thúc đẩy sản xuất, liên kết tăng trưởng và thu hút đầu tư, tiếp tục duy trì hoạt động kết nối giao thương B2B trên nền tảng trực tuyến.